Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay ngày mới xin chúc ông bà cô chú anh chị dồi dào sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một con món bánh đơn giản mà rất là ngon mà ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi với hai chị em nha. Hello Ngọc. Hello bà cô bác anh chị đã đến với kênh của Ngọc Linh TV Canada nha. Trước hết Ngọc kính chúc ông bà cô bác chị nhiều sức khỏe. Hôm nay Ngọc làm bánh mà nướng trên chảo ha. Mà theo Ngọc thấy thì nó như gọi là bánh bò nướng, nhưng mà Ngọc nhìn thấy nó giống cái pancake ở đây thì đúng hơn nha. Thì Ngọc thấy giống như cái này là con trai của Ngọc rất là thích ăn, thì Ngọc sẽ làm chia sẻ với ông bà cô bác anh chị nha. Nó giống như là cái bánh bò nướng, tại vì khi mà mình bỏ lên trên chảo mình nướng ra đó, thì ở chính giữa nó sẽ có một cái giống như một cái u lên, nó giống như là cái bánh tay yến vậy đó. Mà cháu rất là thích ăn thì mình có thể bỏ kem vô cũng được ha. Cái này nè, rồi mình có thể bỏ giống như bơ đậu phộng mình chét lên mình ăn cũng được nữa, giống như mình ăn chơi vậy đó ha. Thì Ngọc làm bằng nước cốt dừa ha. Ngọc thì thích cái gì cũng béo thì Ngọc làm bằng nước cốt dừa. Thì giờ Ngọc sẽ giới thiệu từng phần nha. Trước hết mình phải có sáu cái trứng xay lát nha, xay bự đó, xay lớn thôi đó. 6 cái trứng Ngọc để bên đây ha. Một lon nước cốt dừa 400ml ha. Đó, một lon nước cốt dừa. Còn cái này là bột mì ha, bột mì đa dụng đây, bột mì đây ha. 150g nha. Để lát Ngọc sẽ lường cho anh chị nào mà không có cái cân đó ha. Thì mình sẽ. Còn bột gạo Ngọc cần 100g bột gạo ha. Bột gạo hiệu nào cũng được nha. Đây, Ngọc cũng có bột gạo ở đây ha. Cái này là hiệu ba con voi. Còn cái này là bột nang, Ngọc cần 50g ha. Đường á thì giống như anh chị nào muốn làm đường thốt nốt thì làm nha. Cái bánh này giống như làm bánh bò đường thốt nốt vậy đó. Nhưng mà mình á là Ngọc thấy đường thốt nốt bỏ vô đó ha, nó sẽ bị giống như là dễ khét quá, nó màu vàng đó. Ngọc làm bằng đường cát 180g ha, đường cát. Mình phải có bột nổi nha. Đây bột nổi hiệu này ha, hiệu giống như là mình ở nhà có bột nổi hiệu nào cũng được. Cái đó làm bột nổi là Ngọc cần 15g nha. Đó. Bây giờ đầu tiên nhất là Ngọc sẽ đi pha bột trước. Còn trứng thì hồi Ngọc đánh cho nó hơi dậy lên chút xíu rồi Ngọc mới bỏ vô. Bây giờ đó là 150g bột mì ha. Để Ngọc lường ra coi cái nó là bao nhiêu nha. Cái này là cái khác than. Bánh này ăn cũng thơm lắm chị Linh. Nướng lên ăn thơm tại nó có hột gà đó. Đó khen thích ăn lắm. Gạt ngang qua là biết liền ha. Đây là bột mì nha, bột mì đa dụng đó nha. Ngọc nghĩ một cắp ha. Đây, một cắp vừa đủ luôn nha ha. Một cắp nha, còn nếu có cân thì cân trăm. Giờ mình bỏ này ra ngoài. Rồi bây giờ đó, Ngọc sẽ lường á. Cái bột gạo là 100g nha. Ngọc coi cái. Nếu mà cái nửa cắp thì Ngọc nghĩ chắc sợ nó không có. Ngọc bỏ vô đây 3/4 cắp coi, nếu không hết thì Ngọc coi lại. Cái này là bột gạo nha. Một trăm tờ gam ha. Cái này là cái khắp này là 3/4 nha. Để Ngọc bỏ vô đây Ngọc coi coi. 3/4 khắp là nó dung nha ông bà các anh chị ha. Ha. Đó, Ngọc bỏ vô đây luôn nha. Nhớ nha, 3/4 khắp dung nha. Còn bột gạo là nãy là 1 khắp ha. Bột năng 50g. Cái này là nửa khắp để Ngọc lần thử coi. Tại vì cái này là mình phải có cân nha. Mình cân thì nó chính xác thôi. Còn mình lường đây thì Ngọc lần. Cái này không tới nửa khắp rồi. Không tới nửa khắp, để Ngọc lấy cái nhỏ hơn nữa thử đây ha. Ngọc lường cho dễ nha. 1/3 ha. 1/3 khắp bột năng nha ha. Đó. Rồi bây giờ về đường nha. Đường là 180g đó.
không tới một khắp ông bà cô bác anh chị ơi nè, chỉ có nhiêu đường là gia giảm là do mình nha, một khắp dưới nghe ha, đường bỏ vô đây luôn đi. Cái bột nổi á, là 15g là Ngọc không có chưa có bỏ vô nha. Rồi bây giờ đó là Ngọc sẽ bỏ cái nước cốt dừa vô trong đây. Một lon nước cốt dừa này là 400ml nha. Tại vì hồi cái đường của mình nó còn tan ra nữa đó nha. Còn đây mình còn 6 cái trứng nữa đó. Nghe nước dừa cái nó béo nó thơm lên liền chị lên. Sao mình ngồi lượt ra lại. Đó bây giờ á. Đó bây giờ đại khái là vậy nha. Mình quậy ra mình để sẵn này nha. Bột nổi là khoan, bỏ bột nổi là sẽ bỏ cuối cùng nha. Bột nổi là 15g ha, bỏ cuối cùng. Bây giờ Ngọc để đây ha. Đây có một bịch vani nữa nè. Ngọc một ống chứ không phải một bịch. Bây giờ Ngọc sẽ bỏ 6 cái trứng vô đây trước nha. Mình lấy hết trong trắng trong đỏ nha. Cái bánh này cũng cái chảo cũng giống như cái chảo của bánh tiến vậy đó chị Linh. Mình đâu có chảo đâu, mình chơi cái chảo theo kiểu của mình luôn hả. Chảo sau làm mới được. Mình sẽ đánh một chút xíu cho nó tan ra, giống như cho nó ấy nghe không bà cô bác chị, cho nó nghe cho nó hơi nổi nổi lên vậy đó. Ngọc đánh ha, cỡ này là được nha bà các bác anh chị. Đây. Ha. Rồi mình bỏ vô chung mình quậy lại lên lên luôn nha. Đó, sao bỏ đi. Bánh này chỉ có trứng thôi. Cho nó đều lại. Mình quậy cho nó đều lên ha. Rồi Ngọc sẽ lượt lại cho nó mịn. Cái nhồi mình chờ khoảng giống như kiểu 15 phút vậy đó ha, cho cái bột nó nở rồi ra đàng hoàng vậy đó. Rồi cái mình đem mình nướng lên thôi. Bánh này lẹ lắm chị Linh ơi, nhưng mà nướng là phải có cái chảo y chang như cái chảo của mình làm bánh đa yến vậy đó mới được. Mà thấy không, cho trứng với bột nó quyện với nhau rồi mình mới lượt qua lại. Nãy bột mì, bột gạo rồi đó chị Linh, bột năng rồi đó ha. Giờ đánh cho nó quyện với nhau xong rồi nè. Rồi mình phải lượt lại ha. Ngọc muốn lượt lại cho nó mịn đó chị Linh. Chứ nó cũng đã mịn rồi nhưng mà mình kỹ mình lượt lại cho nó mịn nha. Vậy thôi Ngọc đi lấy cái gỗ Ngọc lượt qua cái rồi Ngọc bỏ cái đó vô. Còn cái đó mình muốn chét thì mình chét thôi, cái đó chem á, tại con trai Ngọc nó thích ăn vậy chị Linh. Nha, Ngọc lượt qua nghe cái nãy cái trứng mình đánh ra cái tô đó mình xài lên luôn. Nha, những cái mì cái nãy ra chị Linh nó không có cái phần dính, nếu mình bột mình ha, mình làm cái là nó đều hết trơn rồi nè. Rồi xong. Giờ Ngọc bỏ 15g bột nổi vô trong đây nha. Đây là cái hũ này.
mình nha, và cô bác anh chị. Ngọc quên đó nha. Thường á là mình giống như cái gì ngọt là Ngọc hay cho tí xíu muối gì vậy nha. Thì mình ông bà cô bác chị mình thích thì mình cho nha. Ngọc thường thường hay vậy đó. Cái gì mình hay có ngọt là Ngọc cho chút xíu ngoài cái đầu muỗng muối vô đây. Rồi xong. Rồi bây giờ Ngọc phải chờ. Mình chờ giống như khoảng khoảng 15 phút á ha. Thì Ngọc mới đi đổ bánh nha. Ok. Vậy mình chờ 15 phút mới đi đổ bánh được chị Linh. Lại ok. Ok. Hello bà cô bác chị nha. Ngọc đã để giống như nãy giờ nè ha. Được cũng 15 phút rồi nha. Bây giờ Ngọc bỏ cái ống mini vô ha. Bỏ mini vô. Mà mình làm cái bánh này là mình phải có cái chảo giống như cái chảo nha. Giống như là bánh tây yến vậy nha. Đừng mình chán này vô trong cái chảo đó. Rồi cho nên đừng có cái lỗ hổng chính giữa này, nó có cái chủng xuống nữa đây. Dậy lên giống như cái bánh bò của mình vậy đó ha. Nó ở ngoài thì giòn ha. Ở trong á, thì giống như kiểu dai dai xốp xốp vậy đó. Chứ nó không giống gặt như cái bánh bò nướng của mình. Bây giờ còn mình giống như mình phải có cái nắp mà đây, cái nắp này là cái nắp bằng giống như là nắp nồi đất cái ha. Đừng cho nó nóng nha. Mình bắt đầu mới bỏ lên đây, mình chán xong mình đậy lên thì cái bánh này nó mới dậy nha. Đó bây giờ Ngọc sẽ chán. Thường thường cái đầu tiên nó cũng không có mấy gì đẹp đâu nha bà các anh chị. Một giá ha, mình đổ vô. Cái chảo là mình phải để cái chảo sâu lồng giống như chảo. Cái chảo sâu lồng phải là cái chảo nắp là cái nắp nồi đất mà phải đun cái nắp lên cho nó nóng nữa phải không? Đúng rồi, cái nắp này là Ngọc đang để này để lửa cho nó nóng nha. Cho nên Ngọc nhiều khi nó nóng quá là Ngọc phải cần Ngọc cái này Ngọc đậy lại nè. Phải là cái nắp nồi đất nó mới nó thì họ nó sẽ dung lại thì Ngọc sẽ chia sẻ cho bà cô bác anh chị nhìn xem nha. Nó dung lên vậy đó. Rồi mình có thể mình hồi đó mình ăn mình chét cái giống như là cái chem này nè ha. Thì mình ăn rồi mình không mình chắc đậu phộng còn mình không mình ăn không cũng được nữa. Nó giống như là bánh bò nướng vậy đó nhưng mà không nó không có đến độ dai giống như bánh bò nướng tại mình chán trên chảo mà. Nhưng mà cái này là mình để cái lửa thấp thì thấp nhất thôi. Luôn đó, lửa rất là thấp. Ok, rồi sau mình chờ chứ mình không có biết chờ cái thời gian nó bao lâu. Thì bây giờ chanh Ngọc nghỉ chờ này chắc khoảng 2 phút không. Rồi bây giờ để Ngọc coi rồi Ngọc dở đi cho coi từ từ ha. Rồi mình có cái đây. Biết chị không? Rồi mình để cái bánh lên cho nó đừng nó thoát cái hơi á ha. Bánh này cũng vui vui. Tại vì lò ga đó chị Linh mình phải cần để lửa thấp nhất. Nóng lắm. Thơm dễ sợ chị Linh tại nó có hột gà ha. Hột gà có nước cốt dừa nó vậy đó. Vậy thì nó thơm rồi đó. Phải là cái nắp nồi đó. Còn cái nắp mà của mình bình thường đó cho lên nắp bằng nhôm rồi đó thì nó không có đủ cái sức nóng. Cái này mấy bác ở bên Việt Nam cho lên nhập phái bán ở ngoài đường nhiều lắm cho lên mấy cái xe nhỏ nhỏ vậy đó. Nhưng mà mình ăn như thế này mình ăn chơi vậy đó. Chưa rồi thấy không? Chưa thấy không? Chờ chút xíu nha. Nó đang dậy lên thấy chưa? Chờ xíu nữa, cái nắp này rất là nóng nha. Tại vì mình cần cái nóng ở dưới mà mình cần cái sức nóng ở trên nữa. Cho nên phải cần cái nắp này đó. Vậy đó. Còn bên đây thì mình cứ để cái lửa thiệt là nhỏ. Một lát mình có lấy ga đó ha. Thì mình bỏ lên trên đây nè cho cái nắp mình nó tiếp tục cái nóng nữa. Vậy đó. Có 2 phút là xong à. Mình canh nó vàng thì nó chín chứ. Nó vàng, nó chín nhưng mà nghĩ có 2 phút à. Nè thấy không? Thấy không? Chờ chút xíu nữa nó dùng lên trên giữa này chị lên thấy không? Nó dùng giống cái bánh tây yến không? Thấy không? Mình đợi chút xíu nó đi cho khoảng giống như 10 second nữa đây, 10 giây nó đi cho nó như hơi vàng vàng nữa, nó giòn ở ngoài mà ở trong nó hơi xốp xốp. Vậy đó, dai dai vậy đó chị Linh. Rồi bây giờ cái chảo này vậy cho mình nhỡ ra. À nó ra rồi đó. Nó nè. Thấy không? Rồi nè nó ra rồi ha. Rồi bây giờ mình bỏ ra đây. Cho nó giống như cho nó nè ha. Đó, nè. Cho nó giống như cho nó thoáng cái dưới này nè chị Linh.
Rồi mình để hay qua đây ha, mà Ngọc sẽ chán cái tiếp tục nha. Đó, nó dùng lên vậy đó. Để lên cái nắp nữa cũng nặng đó. Nào, nó phải có bây giờ là chán tiếp đi. Rồi bây giờ này, lên gạo Ngọc chán. Một giá nha, mình chán là một giá, mình bỏ vô vậy nha. Bánh này ăn cũng vui vui luôn bà con anh chị ha. Rồi mình đổ vô đây, vậy thôi. Mình bỏ vô đây, mình đậy lại. Đó, vậy sao? Vậy mình tán ra bằng cái nắp của mình thôi. Mình tán ra bằng cái nắp vật trên cũng được, sao trên mình gỡ cái nắp ra nó dính. Hả? Vậy đó. Bằng cái nắp thì giống như bằng cái nắp thì mình là cái sai. Cái cỡ này. Thì đó, đó. Vậy nè, cái đầu mình có thể chét mấy cái... mấy cái chem rồi nè chị Linh, mình thích ăn thì mình chát nhưng mà mình không thích ăn thì mình để vậy, hồi mình ăn nó giòn giòn chị Linh, nó giòn nè, thấy không, nó giòn ngoài giống như bánh kẹp vậy đó nè, dưới này nó vàng ngon không nè, với một đậy lại nè, thấy không ha, nó vậy thôi. Giờ mình chờ cái tiếp tục nữa. Cái bánh này ăn nó giống như là mấy đứa trẻ nó rất là thích, nó tựa tựa giống như là fan kick mình ngoài này dây chị Linh, nó xốp xốp, nó giòn giòn như ngoài giống như bánh kẹp trong hơi dai dai như, thì kêu là bánh bò nước trên chảo vậy thôi, tại vì nó có vung lên như cái bánh bò chị Linh. Nhầm khi sáng đó nghe Ngọc quậy quậy vậy đó, làm cho mấy đứa nhỏ nó ăn chơi vậy đó. Nữa thấy không? Nó chưa ha. Chờ xíu nữa nha, đó. Thấy là nó vung lên vậy đó. Nhưng mà cái chảo này nó không có dính mà. Nhưng mà mình cũng phải là giống như thăm chừng đó chứ mình thăm chừng nha. Mình không thể bỏ được, tại vì cái này là rất là mau khác. Nô, nó phải thăm chừng đó, nó giòn, hồi nó giòn ngoài vậy đó. Nó trong thì nó vậy đó. Mình phải thăm chừng đó chứ. Nó thăm chừng không được đâu rồi. Cái kia ngồi chưa bỏ xuống cái kia, cái đó để cái mình, tại vì mình có một cái này nè. Đây lấy còn nào còn cái bên đây nữa nè. Đây nào còn cái bên đây nữa. Tại mình phải để cho nó thoát cái thôi nó kìa, phải để nó. Thấy chưa? Ha, mà nó chưa vàng rồi thấy không? Nó vung lên thấy chưa chị Linh, nó giống cái bánh bò không ha? Đó, nó vậy đó. Bây giờ Ngọc chờ một xíu nữa nha. Không phải mấy giây nữa. Từ 2 phút rồi trở lên mình phải thăm chừng đó. Thấy cái lò của Ngọc không? Ngọc còn phải tìm cái đồ mình giống như cái chảo này nè chị Linh. Nó đâu có cái để xuống được đâu, tại chảo này của mình nó chủng xuống nè. Mình phải cần cái dòng vậy vậy đó là Ngọc. Mình không, mình muốn thì mình lấy cái lò ga mini đó ha. Mình làm cái bánh này đơn giản lắm, làm ăn cũng vui. Đó, thấy chưa chị Linh? Thấy không? Thấy chưa? Nè nè, nó chóc rồi thấy không? Đó, mình chỉ càng dễ càng về nè, nó chóc rồi thấy chưa? Đó, nó như thôi. Bỏ vô đây. Đó, thấy không? Nó dùng qua ha. Ok, vậy thì mình tiếp tục mình đổ vô rồi xong mình đổ xong thì mình trở cái... lại ông bà cô bác anh chị chứ. Bây giờ đổ cái thứ hai là cái thứ ba là Ngọc chỉ đổ cho thấy, Ngọc đậy lại cái đầu chị Linh quay đi nha. Đó vậy thôi đó, nè đó. Rồi mình cứ vậy ha. Rồi mình còn như mình bỏ vô trong cái giữa vậy. Mình lấy này mình đậy lại. Đó, okay. Vậy thôi. Định vậy đi nha. Hello ông bà cô bác anh chị nha, bây giờ Ngọc còn cái cuối cùng nha ha. Thì Ngọc chế vô cho cái cuối cùng hết luôn ha. Là cái cuối cùng Ngọc hết luôn á. Thì cái bánh này á, mình ăn là phải ăn nóng nha anh chị. Chứ mình ăn giống như kiểu là mình ăn nguội là nó sẽ mềm nha. Tại ngoài da này thì nó giòn nè ha. Cái này giống như Ngọc nói chán cái này nè. Ở ngoài thì nó giòn ha. Ở trong nó sơn giống như nó xốp xốp mà nó hơi dẻo dẻo vậy thôi. Đó. Nhìn đẹp phải chị Linh hả? Ừ. Vậy đó. Nhưng mà cái chảo càng, nếu mà cái chảo mình nó giống như được cái chảo mà nó sâu cái lòng xuống thì cái chỗ này là nó sẽ u lên nhiều hơn nha. Còn cái chảo của Ngọc giống như cái chảo của ổng chiên bánh tiến vậy đó. Thì nó bị lớn thì nó chỉ ra được như vậy thôi. Nhưng mà nó rất là thơm.
nó thơm như mùi bánh kẹt vậy chị Linh. Hả, đây nè, nó mình nó giòn phải không, nó giòn khá khá như vậy đó. Mình chờ cái này mà nó nè, giống như Ngọc nói là mình không có cần để cái, nếu mình để từ khóc nốt thì nó sẽ hơi bị đen nữa ha. Còn Ngọc để cái đường mà đường cắt trắng thì nó vàng đẹp ha. Thì tùy mình thôi. Rồi mình, nhưng mà ăn là thường thường là Ngọc chán xong là ra con của Ngọc ăn liền, giống như vậy nè ha. Nó đang nóng vậy nè ha, thì Ngọc sẽ chét lên là Ngọc kẹp lại là con của Ngọc ăn liền. Nó đang còn giòn nè, đó, nó đang còn giòn vậy đó, là anh rất là thích ăn. Mình chét lên vòng vòng đây là ăn được rồi. Còn mình để hồi đó là nó sẽ nguội xuống, nó không có mấy gì giống như là giòn hơn nữa vậy đó chị Linh. Thường thường bánh gì cũng vậy, chăng có nhiều lỗ bánh mình cần để nguội, có nhiều lỗ bánh thì phải ăn lúc nóng ha. Thì thường thường nó vậy đó, để học con nó dùng chưa nè, thấy không, nó dùng rồi thấy chưa đó, nó dậy lên liền ha. Nó giống như cái bánh bò, nhưng mà chưa, mình phải chờ chút. Từ 2 phút rồi cái chảo càng nóng là nó tròn, nó lẹ đó. Nó chắp lên cái là nó vàng, cái mình thấy là nó dung lên là được rồi. Nhớ bác ở Việt Nam bán nó chị Linh là ngồi đứng là hấp vậy đó chị Linh ha. Đứng xá phàng cái mình mua, cái mình chép, mình ăn liền vậy đó. Bây giờ mình thấy Việt Nam vậy. Nó dậy lên thấy chưa? Thấy nó dậy không chị Linh? Ừ. Nó dậy trần do vậy đó. Nhưng mà mình phải chờ cho nó hơi vàng vàng chút xíu. Thấy không? Nó chấp lên đèn nè. Nó chấp lên nè. Đó, thấy không? Đấy. Mình bỏ vô đây. Đó, vậy thôi. Thôi giống như vậy là xong rồi. Giờ mình lên trước mình chia sẻ trong bà cô chú anh chị đi. Ok. Nó gần sao? Ok. Quyết định vậy đi nha. Hello bà cô bác chị nha. Đây cái bánh Ngọc đã làm xong rồi ha. Đó, cái này còn nóng thì Ngọc cũng để vô đây. Thì cái bánh này á, mình bỏ vô chảo đó bà cô bác anh chị, thì nó giòn ở ngoài nhưng ở trong nó xốp ha. Thì mình muốn chét kem á thì mình chét, để Ngọc chét một cái này đi, còn cái đó thì Ngọc để tự nhiên nha chị Linh. Ngọc chét. Thường thường con của Ngọc thì thích ăn vậy đó ha. Đem ra ngoài này chút. Mình thích. Mà cái này là cái dâu á. Cái chia ở đúng rồi đó, dâu tây á. Dâu tây mà. Mình ăn nhiều hay ít là do mình nha. Đó, thì Ngọc chét giống như đại khái là Ngọc làm vậy thôi ha. Đó, cho mình nhìn thấy thôi. Nhưng mà cái chảo nó càng sâu ha, thì cái này nó sẽ lên càng cao ha, nó dậy càng cao lên. Đó, bây giờ Ngọc. Đó là dâu tây á, Canada. Cái đó dâu tây. Mình nói chen chen bên Việt Nam người ta không hiểu gì, sao đi la nữa. Rồi đây. Mà cái này nè, nó giòn nha. Bây giờ Ngọc sẽ bẻ cái này ra cho mời các bác chị nhìn xem nè ha. Nó giống như là cái bánh kẹp vậy đó nè ha. Nó giống như cái bánh kẹp. Rồi ở trong thì nó nè ha. Ở trong thì nè, nó có rễ tre rồi nó xốp như vậy nè ha. Đó, thấy không, rễ tre không chị Linh? Đó, thì mình ăn á, đó nó có rễ tre ha, nó có rễ tre rất là nhiều ha. Thì mình nướng vô trong cái chảo thì mình ăn vậy đó. Thì thường thường mình ăn với dâu tây hoặc là với đậu phộng, bơ. Mình ăn nó xốp xốp, chứ còn nói giống như cái bánh bò mà Ngọc chia sẻ là nó không có giống như vậy nha. Ăn nó cũng vui lắm, thì Ngọc chia sẻ cho ông bà cô bác anh chị nó rất là... Đó, chị Linh có thấy rễ tre không? Rất là nhiều ha. Đó, mình... nhưng mà nó thơm, nó rất... Nó thơm cũng giống như là... Ở ngoài thì giống như bánh kẹt, nhưng trong thơm á chị Linh, giống như bánh bông lan vậy đó chị Linh ha, tại có trứng đó. Thì Ngọc chia sẻ với ông bà các bác chị ăn, giống như cái này phải ăn lúc còn nóng nha, lúc mình mới chiên xong đó, mình để trên chảo mình đem ra đó thì nó sẽ rất là ngon. Còn bây giờ nãy giờ Ngọc làm nó cũng hơi nguội, thì Ngọc sẽ ăn thử một miếng như thế nào nghe chị Linh ha. Thôi Ngọc mời ông bà các bác anh chị nha, ăn bánh giống như này, giống như bánh bò, nó kêu bánh bò nướng ở trên chảo, nhưng mà Ngọc thấy thì nó vừa giống bánh bông lan mà vừa giống bánh kẹp nhiều hơn ha. Thôi Ngọc mời bà các bác chị nha. Nó giòn đó, nó rất là vừa ăn ha. Xốp ở ngoài giòn, ở ngoài giòn giống như bánh kẹp ống của mình vậy đó,
ở trong á, dẻo dẻo giống như là xốp xốp đây đó. Còn cái dâu tây này đây, chắc nhiều hay ít là do mình, nhưng mà con của Ngọc thì rất là thích ăn cái này. Hai đứa nhỏ nó rất thích ăn lắm. Thì hôm nay Ngọc chia sẻ với ông bà cô bác anh chị cái món bánh nướng trên chảo, nó giống như bánh bò vậy ha. Ngọc gửi cho ông bà cô bác anh chị gần xa trong vùng và ngoài nước nha. Hôm nào anh chị giống như sáng mình thức dậy đó, mình không biết làm cái gì đó, mình có thể làm cho mấy đứa bé này, mấy đứa bé ăn rất là thích. Thì nếu anh chị giống như làm bữa nào mà làm, nếu mà được đó nghe, có gì vậy nhớ nhắn cho Ngọc biết chứ nha. Thì Ngọc mong anh chị và ông bà cô bác thành công trong cái món bánh này ha. Ngọc cảm ơn ông bà cô bác đã ủng hộ cái kênh của Ngọc Linh TV Canada rất là nhiều nha. Và rất là thương hai chị em. Nếu thương hai chị em thì cho hai chị em một share, một like, một đăng ký kênh. Ngọc cảm ơn ông bà cô bác chị rất là nhiều. Trước lúc tạm biệt ông bà cô bác chị, cho Ngọc kính chúc ông bà cô bác chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và lúc nào cũng tươi trẻ và yêu đời nha. Bye bye. Cảm ơn ông bà cô bác anh chị và hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye, bye.